phát từ những cái thường là vẽ về phong cảnh với cả tĩnh vật, những cái gần gũi nhất của từng họa sĩ. Như anh Tuất chẳng hạn thì anh vẽ về những góc bếp của nhà anh ấy, anh tiếp xúc từ bé. Minh thì anh vẽ, lần này thì anh thay đổi, anh vẽ về phong cảnh phố phường, cái phố nó mới, nó bê tông đổi mới, thì cái chỗ anh cũng ở xưởng của anh ấy, anh tiếp xúc hàng ngày. Anh Trung thì anh ấy vẽ phong cảnh hiện thực, lần này cũng thay đổi cả nhiều. Thank you.